Chào tất cả anh em đến với kênh Bin Gamin. Thì như trong video lần trước, mình cũng đã cập nhật đến anh em một số tin tức rò rỉ bên phía nhà phát hành. Đó là tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến đã hoàn thành, nhưng họ chỉ chờ đến ngày ra mắt nữa. Thì mới đây, vào tối hôm qua lúc 10:30, thì trên trang bay chính thức của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, họ cũng đã có một cái thông báo mới về cái ngày ra mắt và cái ngày thử nghiệm ở một số khu vực trên thế giới, cũng như là cấu hình của các dòng điện thoại để mà chơi tựa game này cũng đã có thay đổi so với những cái lần công bố trước. Thì ok, chính vì vậy nên trong video ngày hôm nay mình cùng anh em sẽ xem nó có những thay đổi gì mới nha. Ok, chúng ta bắt đầu. Ok anh em, đây chính là cái fanpage chính thức của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Cụ thể là ở đây nó có dấu cái tích xanh. Đây là fanpage chính thức nha anh em. Thì mình đã theo dõi fanpage này là rất là lâu. Thì mới qua đây 16 giờ trước, có nghĩa là khoảng đâu 10 giờ rưỡi ngày hôm qua, thì bên đội ngũ của nhà phát triển Tốc Chiến họ cũng đã ra một cái thông báo mới đến cho người chơi. Thì cụ thể như thế nào anh em mình sẽ cùng xem nhé. Đầu tiên là cái việc mà công bố ngày phát hành thì mình nói luôn để cho các bạn khỏi chờ lâu. Đó là ở đây họ có thông báo là chúng tôi đang tạm thời nâng cấp cấu hình yêu cầu của thiết bị hỗ trợ cho quy trình thử nghiệm alpha giới hạn trong tháng tới. Trong tháng tới có nghĩa là tháng 6 tới đây. Thì cụ thể là cái bản alpha giới hạn này sẽ được diễn ra ở Brazil và Philippines nha anh em. Và rất tiếc là nó không có ở Việt Nam. Và cái nâng cao cấu hình yêu cầu này thì có thể là khi mà thử nghiệm qua nhiều lần cập nhật thì cái họ phải sửa lại cái cấu hình để cho mà nó phù hợp với các dòng điện thoại hiện tại. Bên cạnh đó thì cập nhật thêm về thử nghiệm alpha cũng như các thông tin khác thì họ sẽ công bố vào cuối tháng 5 này. Và như vậy thì Tốc Chiến cũng đã có câu trả lời cho những ai đang chờ đợi nó. Có nghĩa là cuối tháng 5 này anh em mình sẽ có được một cái thông báo mới hơn nữa về cái ngày chính thức. Và đây họ cũng nói thêm là hy vọng thắc mắc của bạn đã được giải đáp và xin chân thành cảm ơn các bạn vì đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại sau vài tuần nữa. Thì đây cũng là một cái câu trả lời mà cho những anh em nào đang chờ đợi tựa game này. Tiếp theo thì về cấu hình của tựa game này thì họ cũng nói về cái cấu hình tối thiểu là để có thể xây dựng được trải nghiệm Liên Minh Huyền Thoại hoàn hảo nhất thì cần có một cái khoảng thời gian để xác định cấu hình tối thiểu của cái thiết bị khi ra mắt. Và mục tiêu của họ thì có thể chạy trên nhiều thiết bị nhất có thể và đồng thời không làm ảnh hưởng đến lối chơi cơ bản của Tốc Chiến. Ở đây thì mình thấy cái phần cấu hình của cái lần cập nhật mới này đã có một sự thay đổi mới. Cụ thể là ở cái lần trước đây, đây chính là cái trên cái trang web chính thức của họ nha anh em. Cấu hình tối thiểu dành cho các thiết bị di động là như thế nào? Đây. Ở đây thì nó ghi là đối với thiết bị Android thì họ hy vọng tương thích với trò chơi tương đương với Samsung Galaxy A7 là 1GB RAM với xử lý là Qualcomm Snapdragon 410 và xử lý đồ họa Arduino 306. Còn đối với iOS thì từ 5S trở lên. Nhưng hiện tại trong tối hôm qua thì cái phiên bản này nó đã có khác, cái sự cập nhật về cấu hình nó đã khác nha anh em. Cụ thể là đối với Android là phải 1.5GB RAM trở lên, có nghĩa là nó đã cao hơn bên kia là nửa RAM. Nên là anh em nào phải trên 1.5GB RAM thì mới chơi được cái dòng game này. Và với xử lý thì vẫn là 451 và đồ họa Arduino 306. Đặc biệt là ở đây thì các vi xử lý trung tâm là Android 32bit cũng sẽ được hỗ trợ vào thời điểm game ra mắt trò chơi. Như vậy thì so với cái dòng game đấu trường chân lý mobile thì đối với tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến thì những anh em nào có máy 32bit vẫn có thể chơi được, không có phức tạp như bên đấu trường chân lý mobile là phải bắt buộc 64bit vì nó hay cái dính cái lỗi 32bit. Thì ở đây nó cũng tốt hơn ở bên đấu trường chân lý mobile ở chỗ có 32bit, nhưng mà dòng game này thì phải trên 1.5GB RAM, có nghĩa là cái cấu hình nó đưa ra cao hơn so với cái lần cập nhật trước. Còn đối với iOS thì sao? Thì Tốc Chiến dự kiến sẽ có thể chạy trên iPhone 6 hoặc cao hơn. Cấu hình tối thiểu này cao hơn so với thời điểm công bố trước đó. Thời điểm công bố trước đó chính là đây. Ở bên này thì nó phải từ 5S trở lên, có nghĩa là 5S trở lên đã chơi được. Còn đối với lần cập nhật gần mới đây và đêm qua thì họ đã có thay đổi. Đó là tối thiểu là phải iPhone 6. iPhone 6 còn đối với 5S thì chưa thể chơi được nha anh em. Và trò chơi hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới khi có cập nhật về cấu hình tối thiểu. Nhưng chúng tôi xin đảm bảo sẽ cố gắng hết mình để tối ưu trò chơi nhiều thiết bị nhất có thể. Thì
Thì những anh em nào lúc trước đọc cái 5S thì bây giờ chúng ta phải thay đổi, đó là iPhone 6S 6 trở lên, iPhone 6 trở lên. Còn đối với hệ điều hành Android thì phải 1.5GB và không cần phải 64 bit như trước nữa, mà phải là chỉ cần 32 bit. Như vậy thì nó cũng không có đòi hỏi quá cao. So với mình thì mình thấy cái đòi hỏi cấu hình của tựa game này nó cũng không quá khó cho người chơi. Và họ cũng còn thông báo một cái điều nữa là đây, cái Google Play Store trước, là những anh em nào mà có nhận được cái chữ cập nhật á, là trải nghiệm trước phiên bản á, thì ở đây họ cũng thông báo là không ít người đã thấy một đường dẫn thử nghiệm hiện lên trong quá trình thời gian ngắn trên sách Play. Nhấn vào đường dẫn này sẽ khiến cho tài khoản của bạn rơi vào một trạng thái kỳ lạ với nút cài đặt bị mờ đi và không thể dùng. Thì cái vấn đề này thì hôm trước trong video lần trước mình cũng đã cập nhật đến anh em, thì mình cũng nói là ai mà đăng ký trước á, thì sẽ có cái nút cài đặt này, nhưng mà khi nhấn vào thì chúng ta lại không chơi được. Thì cũng có một số anh em bảo là mình câu view lừa đảo, nhưng mà thật sự là mình cũng không biết, vì cái đây là một cái cú lừa bên Riot và họ lừa trên Google Play Store. Thì cái đây thì mình thấy thì mình cũng thông báo đến anh em thôi. Thì chắc chắn có một số anh em sẽ nhận được cái nút cài đặt này giống mình, nhưng mà sau đó lại không 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 có cài đặt được game. Thì bây giờ họ mới thông báo là đây là một cái sự sai trái, đây họ cũng đang đây là sai sót của chúng tôi đã chẳng may bật mục cài đặt cho phép bạn tham gia một giai đoạn truy cập sớm không tồn tại. Nếu gặp phải sự cố này, bạn có thể sẽ cần đăng ký sớm lại một lần nữa và sau đó mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Chúng tôi rất tiếc về sai sót này. Có nghĩa là anh em nào á mà hôm trước có nhấn cài đặt và bây giờ nó rơi vào cái trạng thái là không cài đặt được, thì bây giờ anh em vào đăng ký lại lần nữa đi, để mà khi mà game nó ra bạn test beta lần nữa thì những anh em nào đăng ký trước sẽ được test beta đó. Thì ở đây người ta cũng xin lỗi là cái đây là một cái sai ở bên phía nhà phát hành, và chúng tôi cũng nhận được báo cáo rằng một vài người chơi đã nhận được thông báo trên màn hình chờ rằng trò chơi đã ra mắt đó. Cái đây mình cũng nhận được nè anh em, thì hôm trước mình cũng nhận được nên mình lên thông báo cho anh em thôi. Thì có ai mà đa số bạn nào mà đăng ký trước á, thì chắc chắn sẽ nhận được cái thông báo này. Hiện tại chúng tôi đang điều tra nguồn gốc của thông báo này, nhưng có một điều chắc chắn, trò chơi vẫn chưa ra mắt, vì thế đừng tải về bất cứ thứ gì đáng ngờ. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã hỗ trợ chúng tôi xử lý những sự cố này. Chính vì vậy nên anh em nào mà có thấy trên mạng á, mà có ai chơi được á, thì đó là cũng là câu view lừa thôi nha anh em. Còn nếu như thật sự mà trò chơi nó có ra mắt á, thì mình cũng sẽ thông báo lên trên group hay là thông báo ở trên cái fanpage cho anh em. Về group thì tối qua mình cũng có thông báo ở trên group. Đây thì hôm qua mình có thông báo ở trên group nha. Đây cụ thể là ở đây, lúc 16 giờ trước đây. Mình cũng có đăng trên group đây, mà chỉ có một số anh em đọc được thôi. Thì lúc mà trên trang chủ người ta vừa thông báo là mình cập nhật trên group liền. Đây. Đó. Thì không biết là anh em có kịp coi hay không, thì hôm nay mình làm lại video để mà cho anh em coi. Ở trên cái group này, group Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến Đấu Trường Chân Lý Mobile, và ở trên bay của mình cũng đã thông báo nha anh em, Bien đây thì mình cũng đã thông báo cho anh em, mà không biết anh em có xem được hay không, vì lúc đó cũng trời cũng khá khuya rồi, 10 rưỡi rồi, lúc 10 rưỡi là họ thông báo thì 11 giờ rồi mình mới cập nhật trên cho anh em, cho nên có thể giờ đó khuya anh em cũng đã ngủ rồi tại vì bay. Thì nói chung có thông tin gì mới mình sẽ cập nhật ở trên cái bay cũng như là cái group. À còn cái chuyện mà các bạn test quy trình thử nghiệm alpha giới hạn trong tháng tới tại Brazil, Philippines, cái này thì cũng hơi hơi tiếc, bởi vì lại một lần nữa nó không có cái bản thử nghiệm tại Việt Nam mà lại ở một quốc gia khác, đó là Brazil và Philippines như cái lần trước. Thì khi nào mà cái bản thử nghiệm này được bắt đầu thì mình cũng sẽ lấy những thông tin này về cho anh em. Cái video của mình tới đây cũng kết thúc. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến và đấu trường chân lý mobile có thể tham gia vào group để giao lưu, và đừng quên là like cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile nhé. Cảm ơn và tạm biệt anh em.